kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con theo dõi bản tin thời tiết đường vụ ngày 28 tháng 3 trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và bà con, trong khi nhiều tỉnh thành trên cả nước đang gồng mình chống chọi hạn hán, thì tại Quảng Nam xuất hiện một đợt lũ bất thường gây thiệt hại lớn cho hoa màu của bà con ở nơi đây. Hàng chục hecta dưa hấu sắp thu hoạch ở huyện Đại Lộc bị nước lũ nhấn chìm. Để vớt vát những gì còn sót lại, rất nhiều hộ dân đã chèo ghe thuyền bơi giữa dòng nước lũ vớt dưa đem đi bán. Không chỉ có dưa hấu mà nhiều diện tích lạc và đu đủ của bà con cũng bị nhấn chìm trong nước mà không có cách nào cứu chữa. Trong khi đó thì mưa vẫn còn hiện diện tại các tỉnh thành từ Thanh Hóa trở vào cho đến Quảng Ngãi trong đêm nay. Tuy nhiên mưa sẽ giảm dần, sẽ chỉ còn là những cơn mưa nhỏ. Sang ngày mai thì mưa gần như là chấm dứt, chỉ còn xuất hiện rải rác vài nơi và nhiệt độ tại khu vực đồng bằng ven biển miền Trung tăng dần, thời tiết trở lại với trạng thái khô ráo. Trở ra miền Bắc trong đêm nay và ngày mai thì thời tiết sẽ có chút chuyển biến. Quá trình hội tụ gió trên cao sẽ mang mưa đến nhiều hơn cho khu vực vùng núi và trung du của Bắc Bộ. Các tỉnh thành thuộc vùng đồng bằng sẽ chỉ có mưa ở vài nơi. Ngày mai thì trời đôi lúc sẽ hửng nắng nhẹ, nhưng trời vẫn nhiều mây nên nhiệt độ trong ngày cũng chỉ nhích nhẹ lên một chút. Cao nhất ngày trên toàn khu vực phổ biến từ 23 cho đến 26 độ, riêng khu vực Tây Bắc là từ 28 đến 29 độ. Thưa bà con, tình hình thời tiết tại các tỉnh thành miền Bắc tiếp tục có sương mù vào sáng sớm, đồng thời mưa nhỏ rải rác trong ngày, cùng với đó là độ ẩm trong không khí cao. Đây chính là nguyên nhân khiến cho bệnh đạo ôn có thể phát sinh và gây hại trên lúa ở Bắc Bộ. Ruộng có nguy cơ nhiễm nặng và cháy đạo ôn là những chân ruộng bón nhiều đạm, đất sâu trũng, cát pha, vùng bán sơn địa, vùng ruộng ven các bờ sông hay là ruộng có tiền sử nhiễm đạo ôn trong những vụ trước hay là những năm trước. Khi bệnh đạo ôn xảy ra thì bà con cần ngừng mọi hoạt động chăm bón cho lúa như là ngừng bón đạm, phân bón lá hay là chất kích thích, không được để ruộng khô nước. Nếu ruộng khô nước thì tốc độ cháy sẽ nhanh hơn và hiệu quả lưu dẫn của thuốc sẽ thấp. Ở những vùng bị nhiễm bệnh thì công tác trị bệnh phải diễn ra đồng thời, mang tính cộng đồng để ngăn cản việc lây lan qua lại giữa các chân ruộng nhiễm bệnh khác nhau, vì bão tử bệnh phát tán lượng lớn trong không khí lây lan nhờ gió và nước. Trở lại với tình hình thời tiết tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, toàn vùng duy trì với trạng thái là không mưa, ngày nắng với cường độ mạnh, nhiệt độ trưa chiều ổn định trong khoảng từ 32 cho đến 34 độ. Riêng ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ tiếp tục chạm ngưỡng từ 35 cho đến 36 độ. Nắng nóng ở đây tiếp tục duy trì với độ ẩm trong không khí thấp. Dự báo trong vòng khoảng 10 ngày tới thì thời tiết trên hai khu vực này vẫn có khô hạn và chưa có dấu hiệu của đợt mưa xuất hiện. Cư dân địa phương cần có những kế hoạch sử dụng điện nước một cách phù hợp. Và tiếp theo, mời bà con theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa rào và dông, đề phòng có gió giật trong cơn dông, với nhiệt độ thấp nhất từ 17 cho đến 20 độ. Ban ngày trời chuyển nắng ở một vài nơi, với nhiệt độ cao nhất dao động từ 24 đến 29 độ, với độ ẩm trung bình từ 87 đến 92%. Tại khu vực phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác về đêm, các tỉnh vùng núi phía Bắc sẽ có mưa rào. Với gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 18 cho đến 21 độ, ban ngày trời khô ráo và nhiệt độ cao nhất dao động từ 24 cho đến 26 độ, với độ ẩm trung bình ngày từ 87 cho đến 92%. Tại các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế, thời tiết phổ biến là nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi vào đêm và sáng, còn ban ngày trời hửng nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 21 cho đến 24 độ và nhiệt độ cao nhất dao động từ 25 đến 28 độ, với độ ẩm trung bình từ 87 đến 92%. Tại các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, ở phía Bắc của khu vực trời nhiều mây có mưa vài nơi và ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 cho đến 26 độ và nhiệt độ cao nhất dao động từ 26 đến 33 độ, với độ ẩm trung bình là từ 84 cho đến 89%. Vùng cả Tây Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa và ngày có nắng, với nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng từ 19 cho đến 22 độ và nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, với độ ẩm trung bình từ 72 đến 77%. Tại các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa và ngày nắng với nhiệt độ thấp nhất từ 24 cho đến 26 độ và nhiệt độ cao nhất dao động từ 33 đến 36 độ, với độ ẩm trung bình từ 70 cho đến 80%. Bản tin thời tiết đông vụ xin được khép lại tại đây. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.